Tập trước chúng ta đã cùng nhau đi Châu Đốc, và bây giờ thì hãy cùng mình đi Chi Tôn nha. Trước khi đi thì tụi mình chạy vòng chợ kiếm chỗ ăn sáng. Tình cờ thấy cô đổ bánh tại chỗ nên tụi mình quyết định ghé ăn. Theo mình được biết thì cô bán từ sáng sớm đến tầm trưa là sẽ hết. Có bánh cuốn, bánh ướt, bánh hỏi nữa. Nhìn cô đổ bánh nóng hỏi hấp dẫn quá đúng không mọi người. Lúc tụi mình tới là tầm 10 giờ nhưng mà cô vẫn còn đổ bánh nóng. Và tụi mình đã kêu hai phần, một phần bánh ướt và một phần bánh cuốn. Dĩa bánh của tụi mình có chả giò, chả lụa, chả chiên và cả nem nướng nữa. Cái nước mắm cô làm thơm quá trời. Thơm không? Dạ thơm. Nó có bí quyết gì à? Anh đâu vậy? Dạ anh thơ. À, chơi hả? Dạ. Dạ cô ăn gái luôn á. Với anh có hè không? Dạ có, nhưng mà ít có chờ đỡ đại chỗ. Mà nó thấy cái này ngon. Nó cũng làm nóng nhưng mà nó hấp lại á. Bọn này mình chán luôn á, là có như là mới làm cái nóng. Dạ luôn nha. Con không nghe bộ, con hỏi là nước mắm làm gì sao thơm vậy? Có biết biết vậy? Nước mắm mà đâu có gì đâu có biết. Nếu có dịp ghé thăm chợ Châu Đốc vào buổi sáng, các bạn hãy ghé ủng hộ cô nha. Ăn xong rồi thì tụi mình tiếp tục bắt đầu chuyến đi qua Tri Tôn thôi nào. Và đây là điểm đến đầu tiên của tụi mình tại Chi Tôn. Tụi mình nghỉ ngơi một chút xíu và các bạn rất khiêu khách còn tặng cho tụi mình hai ly nước nữa. Ủa sao không đẹp? Mình đẹp ổn quá. Anh để lên đây nha. Sao? Để luôn rồi. Lúc này thì tụi mình đi cất hành lý và chuẩn bị đi ăn gà đốt, một đặc sản không thể bỏ qua khi đến đây. Trên đường đi thì tụi mình có chạy ngang hồ Ô Tòa Sóc và dừng lại quay video. Mọi người sẽ không thể nào tưởng tượng được cảnh vật bên ngoài nó đẹp như thế nào chỉ qua những thước phim này đâu. Đây có thể là đoạn đường mà mình nhớ nhất trong cả chuyến đi. Khắp nơi là núi non bao quanh, cảnh vật yên bình đến lạ, khiến cho tụi mình một phút nào đó đã quên đi sự tất bật và bộn bề của thành phố ngoài kia. Và đây là món gà đốt. Tụi mình không nghĩ rằng tụi mình có thể ngồi trên hồ Tà Bạ và nhìn xuống con đường tơ lụa nổi tiếng của vùng đất Tri Tôn An Giang, cùng nhau ăn gà, cùng nhau cảm nhận được sự mát mẻ và yên bình của thiên nhiên. Nói đến con đường tơ lụa thì để tụi mình dẫn các bạn đi nha. Và khi tới đây, các bạn sẽ như bước vào một câu chuyện cổ tích vậy. Một chiếc xe đạp đôi chạy trên con đường làng, xa xa có dãy núi xanh bạc ngàn cao lớn, làm cho tụi mình cứ thơ thẩn nhìn mãi mà không có muốn về. Và trước khi kết thúc chuyến đi thư giãn, tụi mình cũng tranh thủ ghé ăn một số món đặc sản và tụi mình đã chọn ăn sáng bằng bún bò viên. Và cuối cùng, chắc chắn tụi mình sẽ không thể nào quên ghé ngang ăn gỏi đu đủ đông và một số xiên nướng. Khi đi du lịch ở bất cứ nơi nào thì các bạn đừng bao giờ bỏ qua ẩm thực, bởi vì ẩm thực là một trong những nét đẹp tinh tú nhất của nền văn hóa nơi các bạn ghé thăm. Châu Đốc và Tri Tôn đã dành tặng cho chúng tôi những trải nghiệm khó quên của tuổi trẻ. Sau những tất bật thường ngày, chúng ta hãy dành thời gian cho những chuyến đi, nơi mà chúng ta có thể phục hồi lại năng lượng từ những bộn bề của cuộc sống.